khi bắt đầu vào video này thì các bạn thú thật với tôi đi, các bạn từ nhỏ đã từng làm những hành động vô tri trong video này. Các bạn xem hết video để biết được những hành động đó ai đã từng làm và bình luận bên dưới cho tôi. Tôi biết tập hôm nay sẽ rất là dị hợm nên mọi người cố gắng coi hết video này để biết được là chúng ta đã từng làm những thứ vô tri như thế nào. Ê! Ai đã từng làm cái này? Thú thật đi. Tôi tuyên bố móc gỉ mũi và đưa vào cái bàn. Tôi đã từng làm, tôi mất cái dây thần kinh ngại rồi. Wow, cái gì đấy? Giật hết cả mình. Mày vừa bôi kết mũi lên bàn à? Đúng vậy. Mũi đéo ơi. Tao đã nhìn vào cục kết mũi của mày vừa bôi. Chối làm gì? Điên à. Mà nó to cỡ này chắc chọi chết người luôn á mọi người. Đâu? Của đằng kia mà. Ừ, của đằng kia. Thứ kia đâu có lỗ mũi đâu, sao mà móc được? Mày nhận thì có làm sao đâu men. Đúng ai rồi mày... Lớn rồi, làm cái gì có trách nhiệm và nhận đi. Ui, và bôi vào bàn rồi. Điên là nhưng mà tao không bôi. Ủa, vã lìn cái gì kìa. Ui. Chó. Ê, cái này tôi chưa làm nha, tôi chưa làm nha. Wait. Có tập tính bẩm sinh là đái để đánh dấu lãnh thổ của mình. Đúng. Có tập tính là răng tơ để bắt mồi. Còn cách được kêu sau cơn mưa đầu hạ để gọi bạn tình. Thế còn con người? Con người cũng là một loài động vật cấp cao có tập tính. Nhưng mà vì loài người có hệ thần kinh xịn hơn với các loài động vật khác nên là con người phát triển được nhiều tập tính học được mà các loài động vật khác không có khả năng làm điều này. Ví dụ đơn giản về tập tính học được của loài người thì chúng ta có con người cộng đèn đỏ bằng dừng lại, đúng không? Đúng vậy, nhưng mà cái này không có áp dụng cho những anh bôi phố. Con người cộng quyển sách tiếng Anh bằng biết nói tiếng ngoại ngữ. Con người với một cái mũi bị tắc cộng với một cái mũi bị ngứa cộng với một ngón tay được thiết kế có thể chui vừa khít cái lỗ mũi thì... Nhưng mà ngoài mũi mất vệ sinh lắm. Các bạn biết không, cái việc mà ngoáy mũi rất là tốt mọi người ạ. Video này nó hơi kinh tởm tí nhưng mà các bạn nghe tôi giải thích một cách khoa học đi. Thì gỉ mũi của các bạn mà nó bám nhiều bụi và nó đang xì á, có nghĩa là cái hệ thống bảo vệ mũi khỏi vi khuẩn của các bạn đang hoạt động tốt. Tại vì nó dính hết vô mấy cái gỉ mũi rồi. Khi mà các bạn móc ra hết và các bạn vệ sinh rửa tay đồ cái kiểu, và sau bao nhiêu tiếng đồng hồ á, cái dịch của các bạn nó bắt đầu nó sản xuất ra lại, thì là các bạn biết được là cái hệ thống nó đang bảo vệ tốt nha mọi người. Ai mà móc mà không bao giờ thấy gỉ mũi của mình thì coi chừng nha, cái hệ thống bảo vệ mũi của chúng ta đang có vấn đề. Đúng thế, tôi tin là trên thế giới này có hai kiểu người. Một là người ngoáy mũi và hai là người nói dối mình không ngoáy mũi. Đấy, ai không ngoáy mũi, xạo. À, ngoài ngoáy mũi ra thì tôi tin là 99.9% những điều tôi chuẩn bị nói tiếp đây các ông đều đã từng làm rồi. Đúng. Okay, let's get right. Let's get right. Mà ai cũng làm, nhưng không ai nói về nó. Đã bao giờ ông đang đi bộ trên đường và khi ông nhìn xuống đất, ông thấy mặt đường trông như thế này, và đâu đó trong đầu ông sẽ nảy lên một kế hoạch là ông sẽ phải đi đúng vào mình. Chính xác. Tôi không biết người lớn hay là con gái như nào, con trai của chúng tôi sẽ tự động xác định những cái ô đó là những cái ô nó có liên quan tới mật thất hay là liên quan tới một cái bẫy hay là gì đó trong cái hầm bí ẩn hay là gì đó. Bạn mà đạp nhầm một cái rồi là bạn sẽ bị mấy cái bẫy cung tên bắn. Chơi game quá nhiều rồi, tôi cần phải đi chạm cỏ thôi. Phải ô gạch này và phải né những khe nứt này ra. Và đôi khi tôi tự đặt hình phạt cho mình là nếu như lỡ tôi dẫm chân phải mấy cái khe này thì người nhà tôi sẽ bị làm sao đấy, hay là tôi sẽ lăn quay ra chết vẹ luôn. Ông đang tắm xong kiểu ông sẽ trụng tay và giơ ra để hứng nước từ vòi hoa sen, xong nước sẽ từ từ tích dần cho đến... Trời ơi, toàn là những cái thứ mà vô tri mà tôi đã từng làm các bạn. Khi nước trong tay ông sẽ đầy thì ông sẽ tả ra và cho nó rơi xuống đất. Đấy chỉ thế thôi. Nó tốn của ông khoảng 30 giây và thứ ông nhận lại được là tiếng này. Nước phê. Trong vòng tắm thì thôi rồi, tôi từng làm rất nhiều trò như là bịt cống lại xong sạc. Tôi thú nhận là tôi từng làm nhưng mà hiện tại ở cái căn nhà tôi không dám làm. Tại vì những cái chất bẩn mà khi mà chúng ta tắm xong mình thì bịt lại cái chả khác gì mình đang ở một cái hồ bơi mà nó bị bẩn. Thả nước ra để biến phòng tắm thành cái bể bơi. Và ông biết nó rất là vui cho đến khi mực nước ở trong phòng tắm cao đến cái khe cửa và nước bắt đầu tràn ra ngoài. Và ngoài bể bơi ra thì tôi có thể biến nhà tắm của tôi thành sân trượt băng men, đổ một ít sữa tắm ra sàn, Voilà, here you have it. Và nhắc đến sữa tắm thì tôi phải thổi bong bóng mỗi khi tôi tắm men. Ông biết nó sẽ là một buổi tắm thành công nếu như hôm đó ông thổi được quả bóng vang to. Yes. Và có hôm nào mà tôi cảm giác hơi lười và không muốn tắm theo kiểu bình thường, tôi sẽ ngồi bệt xuống đất và tắm. I don't know bro, như cảm hợp lý chứ. Kiểu đây là những giây phút thư giãn, những giây phút mà kiểu mình sẽ thiền định cho tâm hồn. Nhà tắm là nơi mà thiền định tốt nhất. Cảm giác ngồi tắm xong tôi sẽ ngồi đó nhắm mắt và giả vờ như kiểu là tôi đang ngồi thiền ở dưới thác nước, giống mấy cái cảnh luyện võ trên núi ấy.
different. Tao không biết cái gì. Đánh khác nhau. Nữa không? Đó là bật nhạc khi tắm. Và tôi sẽ dành ra 10 phút để chọn nhạc. Và dù ông có là người hướng ngoại hay là hướng nội, thì một khi bật nhạc trong phòng tắm thì ông sẽ ít. Khi mà tôi đi tắm mà tôi không bật được cái bài nhạc mà ưng ý nhất của tôi thì bữa đó coi như bỏ. Ngày hôm đó nó không còn gọi là một ngày hoàn hảo để chúng ta đi ra đường hay là làm bất cứ điều gì. Các bạn hiểu không? Ít nhất một lần phải nhảy hoặc là hát theo một cách rất nhập tâm, if you know what I'm saying. Và trong khoảng thời gian đó sẽ có trường hợp là bạn kéo chán vờ lờ nên ông phải bật điện thoại lên để đổi bài. Lúc đó thì tay ông vẫn còn dính đầy nước vào xà phòng. Và ông biết điều gì xảy ra khi nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng rồi ấy. Wait what? Má làm như là cái điện thoại tôi biết cái tính của tôi ấy. Xà phòng mà đụng vô màn hình đi nhắn tin cho bạn gái anh nhớ em, cái này ảo đấy. Tắm mà còn 1-1-3 là hơi kỳ nha. Đã bao giờ hồi bé ông ngồi ghế sau ô tô và nhìn ra cửa sổ, ông thấy lấp ló sau những tòa nhà là mặt trăng và ông tự hỏi là God damn, sao mày cứ đi theo tao ấy nhỉ? Hay có lúc trời mưa xong kính xe bị ướt ấy thì nước nó sẽ đọng lại ở trên kính và cứ rớt xuống như thế này. Tôi sẽ chọn ra hai giọt nước và tưởng tượng chúng nó đang đua với nhau. Không biết điều này có xảy ra với ông không? Hình như là có nhưng mà tôi không nhớ mọi người. Nhưng mà lúc khoảng tôi lớp 2, khi đang nhìn ra cửa kính ô tô, xong đầu tôi tự nhiên xuất hiện một nhân vật, xong nó bắc cua qua những cái cảnh mà tôi đang nhìn. Mà hãy nói với tôi là điều này bình thường không? Không bình thường nha. Ông nên kiểm tra lại nha. Ông cũng làm đi. Không. Và không thể thiếu, đó là cảm giác mỗi khi tôi đang ngồi ghế sau xe, đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ, đắm chìm vào những giai điệu bài hát và nghĩ rằng mình là nhân vật chính đang đóng MV cuộc đời mình. Mình ly hả? Uầy, ông này biết beat bop luôn sao? Ghê. Không biết các ông có giống tôi không, nhưng mà mỗi lần khi tôi đang rửa bát, nó sẽ như này. Giết đầm đầm sọc sọc, giết giết đầm đầm. Ê, chết cha rồi, tôi cũng vậy. Tôi không biết đây có phải là biểu hiện của những kẻ sát nhân hay không, mà kiểu mỗi lần mà tôi cầm cây dao lên, cây dao này đẹp thế nhờ, chắc phải kiếm ai đó đi xiên. Rồi, cái tư tưởng vậy là lệch lạc rồi. Oh no. Giết đầm. Tương tự như thế, mỗi khi tôi đang đứng trên tầng cao của một tòa nhà và nhìn xuống, trong đầu tôi sẽ bắt đầu nảy lên một suy nghĩ là không biết từ trên này nhảy xuống thì nó sẽ như... Ê, tôi không muốn nha, tại vì chắc là tôi cũng bị gọi là mắc cái chứng sợ độ cao nhẹ vừa vừa á. Như nào nhỉ? Hay là những lúc tôi đi bộ trên vỉa hè và đường đang có rất nhiều xe đi với tốc độ cao. Tôi rất là yêu đời nhá, nhưng mà đồng thời tôi cũng có một suy nghĩ là muốn nhảy ra đường để bị xe tông ấy. Sau khi tôi tìm... Tôi cũng đã từng nhưng mà thôi bây giờ tôi không dám nghĩ đâu. Cái đó là cái suy nghĩ nó đang rất là nhỏ. Nhưng mà khi các bạn gặp chuyện buồn bực hay là các bạn gặp cuộc sống nó quá chán nản, cái sự ham muốn nó ngày càng to lên mà. Và thực sự là sẽ có một ngày các bạn nhảy ra luôn á. Cho nên bỏ cái suy nghĩ đó ngay lập tức, hãy đi tìm ai đó để nói chuyện rằng con không ổn. Tìm hiểu thì hóa ra có một thuật ngữ tiếng Pháp dành riêng cho cảm giác này. L'appel du vide. Từ này dịch ra tiếng Việt là tiếng gọi của hư vô, là sự xuất hiện của những suy nghĩ kỳ dị khi ông đang cầm dao đứng trước vực sâu, vân vân. Nhưng mà có những nhà nhân chủng học chỉ ra suy nghĩ này chính ra là tốt, bởi vì khi ông tưởng tượng ra cái cảnh ông nhảy xuống vực thì ông sẽ bị sốc bởi cái hậu quả xảy ra sau đó, nên cái bản năng sinh tồn nguyên thủy trong con người ông sẽ khiến ông rùng mình và lùi lại. Tôi tin là trường học là một nơi mà làm chúng ta có những cái trải nghiệm giống nhau hơn, bởi vì trẻ con rất thích bắt chước và tổ. Và nếu có giải học sinh tổ nhất trường thì wow, tốt nhất là trường nên đưa giải đó tôi men. Bởi vì không hiểu sao khi tôi thấy cái tức kẻ dẻo màu xanh này thì tôi sẽ đưa nó lên mắt, xong tầm nhìn của tôi sẽ bị... Uầy, bạn sẽ được hiệu ứng nhìn trong bóng tối, night vision, đúng luôn á mọi người. Xanh đi và cứ ảo tưởng mình là đang đeo kính giống Vegeta. Hay là mỗi khi tôi dùng cái bút chì kim thì tôi sẽ cứ chích vào tay và giả... Ê, ông này có những cái mà nói chung là tuổi thơ tôi làm hết rồi. Với mình là thằng nghiện. Đây là phần giúp bút có điểm tựa để không bị lăn xuống đất. Còn đối với tôi thì vấn đề đéo ý nghĩa gì cả, bởi vì chỉ cần ông đưa cái bút cho tôi thì tôi sẽ bẻ nó. Ông biết cái bút này đúng không? Tôi ấn tất cả các ngòi bút xuống hết cùng một lúc, mặc dù tôi biết là sẽ không bao giờ làm được ấy. Và nhắc đến chuyện bắt chước thì tôi với thằng bạn cùng bàn cấp 1 của tôi hay có cái trò bắt chước động tác của nhau. Và kiểu cái thằng bị bắt chước nó sẽ cố nghĩ ra một bước khó đoán tiếp theo để thằng bắt chước không thể làm được. Ôi dồi ôi.
còn nhớ hồi trẻ con tranh luận với nhau như nào không? Tôi thì vẫn nhớ như in, vì cỏ đây nó cay vã. Tôi vẫn nhớ có 3 chiến thuật để có thể chiến thắng được mọi cuộc tranh luận hồi đó. Okay. Đầu tiên anh em có top 3. Ngại. Ê nhẹ. Mày ngáo à? Ơ đằng này. Bố đằng điên. Nếu bây giờ mình chửi tên nó thì nó sẽ tự chửi mình. Không đâu, nó ngu ngu vậy thôi chứ nó thông minh lắm mọi người ạ. Mình chửi tên mình xong nó không chửi tên nó, nó chửi tên mình nữa. Yeah, yeah. 200 EQ, let's go. Let's go. Thằng Ben ăn cứt, thằng Simon ăn cứt. Top 2. When? Hôm qua mày lấy thẻ vàng Ronaldo của tao về nhà đúng không? When? Hôm qua mày lấy thẻ vàng Ronaldo lúc nào? Wow. Hôm qua tao nhìn thấy ngày nào? Ai biết? Phút nào? Có bằng chứng không? Cái đó cay thiệt á. Mình thấy nó rõ mà nó nói mình có bằng chứng không? Mình tức ghê luôn mọi người. Giây nào? Tích tắc nào? Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Top 1. Đây rồi. Hôm qua mày lấy thẻ vàng Ronaldo của tao về nhà đúng không? Cái này là đáng bị đập nè. Và trong video những điều mà ai cũng làm lúc bé, tôi cũng đã nhặt được một vài comment của các ông nói về những thứ mà anh em từng làm, như lấy tấm trải giường bật quạt để cho nó phồng lên thành lều. Chuẩn luôn men. Chuẩn luôn men. Dùng khăn lên người và tưởng mình là Superman. Yes sir. Chắc chắn là như đấy rồi. Hút cái cốc cho nó dính vào mồm. I so sweet. Oh. Nhắm mắt trái xong nhắm mắt phải để tìm sự khác biệt. Có nhà. Camera 2. Camera 1. Camera 2. Đợi logo DVD chạm vào góc. Ui, cái này nó huyền thoại lắm mọi người. Cái logo của DVD không bao giờ đi vào cái điểm hoàn hảo nhất là vào góc á mọi người. Góc của màn hình TV. Đây. Hay đơn giản là mỗi khi. Vậy là tôi chưa đủ kiên nhẫn mọi người ạ. Ông đang nằm, ông sẽ làm như này. Not gonna lie. Đến bây giờ tôi vẫn làm thế. Và theo một góc nhìn nào đấy thì thật kỳ diệu khi ở Việt Nam có dân số gần 100 triệu người, 64 tỉnh thành trải dài từ 3 miền Bắc Trung Nam, từ phở Hà Nội, bún bò Huế cho đến bánh canh ghẹ. Tại sao không nhắc tới cơm sườn, cơm tấm? Tôi nghĩ tại vì ông ở Bắc nên ông chưa vào ăn thử món cơm tấm. Đối với tôi thì người miền Nam rất thích ăn món cơm tấm nên hãy nêu ra, tôi rất là tôn trọng ông. Từ thành phố cho đến làng quê, anh em vẫn chia sẻ được với nhau những điểm tương đồng. Phải chăng ông, người đang xem video này là anh em họ thất lạc của tôi? Người anh em, hãy hôn nhau một cái anh em. Hãy ôm nhau một cái nè. Đúng vậy, tôi nói ông ấy, Tùng 19 tuổi đang sống ở Sài Gòn này. Và điểm giống nhau cuối cùng mà tôi nghĩ anh em mình đều đồng ý là chúng ta đều yêu nước. Yes sir. Yes sir. Trường Sa của Việt Nam. Yes sir. Ok, subscribe, bye. Ok, hết video rồi. Thì đây là video dành cho một ngày thật là tuyệt vời. Khi mà xem video này, chúng ta sẽ biết được là hồi nhỏ chúng ta đã có những cái hành động vô chi vô giác, nó tự động xuất hiện gì đó, ai cũng đã từng làm. Ok, video này đã dài rồi. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì bye bye.